bí quyết đối phó khi trẻ quấy khóc. Khóc là cách duy nhất bé sử dụng để kiểm soát mọi thứ. Bé khóc để giao tiếp và thể hiện nhu cầu được quan tâm khi bị đói hay khó chịu. Không có một phương pháp nào có thể chữa trị dứt điểm cơn quấy khóc của bé. Đôi khi, một vài cách còn làm tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn. Tuy vậy, vẫn có một vài chiến lược có thể giúp bạn giải quyết vấn đề này. 1. Tìm hiểu điều gì đang xảy ra. Có hai nguyên nhân thường khiến trẻ đột nhiên khó chịu, quấy khóc. Vậy nên trước hết hãy kiểm tra xem trẻ có đói không hoặc kiểm tra xem bỉm có bị ướt hay không. Mẹ nên lưu ý không mặc quá nhiều quần áo cho bé sơ sinh, dễ khiến con cảm thấy nóng nực. Sau 1 tháng tuổi, khi bé đã có khả năng điều chỉnh thân nhiệt, con hoàn toàn có thể mặc số lớp quần áo bằng với bố mẹ. Nếu bé khóc do đói, hãy cho bé bú mẹ hoặc bú sữa bình, nhưng đừng cho rằng lúc nào cũng được dùng thức ăn để dỗ bé nín. Bạn chỉ nên cho bé ăn ngay khi bé có nhu cầu thật sự. 2. Nếu đã thay bỉm và ăn no mà con vẫn khóc, hãy bế con lên. Cần được ôm ấp vỗ về là nhu cầu bản năng của mọi bé sơ sinh. Nghiên cứu khoa học đã cho thấy việc ôm ấp nâng niu trong những tháng đầu đời còn giúp kích thích giác quan và trí thông minh của trẻ. Cha mẹ hãy đặt bé nằm úp trên ngực mình, đầu cao hơn so với mông. Đây là cách bế khiến bé cảm thấy dễ chịu và an toàn. 3. Tạo sự thoải mái cho bé. Bên cạnh việc ôm ấp và âu yếm bé, hãy thử bất kỳ hoặc tất cả những điều sau đây. Đẩy bé đi lòng vòng trong nhà với xe đẩy, nôi tự động hoặc đơn giản là trên cánh tay của bạn. Tắm nước ấm cho bé và tìm cách để bé thích được tắm. Hãy thử xem liệu có thể làm dịu cơn quấy khóc của bé bằng những lời hát ru ngọt ngào, bởi những giai điệu vui vẻ hay giai điệu sôi động. Liệu giọng hát nhẹ nhàng hay giọng hát sâu lắng mạnh mẽ sẽ làm bé thích thú và dễ chịu. Âm thanh có nhịp điệu. Ví dụ như nhiều bé điềm tĩnh lại bởi tiếng vo ve của máy quạt, máy hút bụi hoặc máy xế quần áo, tiếng xuýt của ba mẹ hoặc tiếng ghi âm lại của âm thanh tự nhiên, chẳng hạn như tiếng sóng biển hay tiếng gió thổi trên cây. Đối với những bé thích được vuốt ve thì việc massage có thể rất hiệu quả để làm dịu những cơn khóc. 4. Thay đổi môi trường. Di chuyển sang một không gian hoặc môi trường mới lạ có thể thay đổi tâm tính của bé một cách diệu kỳ. Bạn có thể dẫn bé đi trên một chuyến xe ô tô, xe chở hoặc xe đẩy. Thậm chí khi trời bên ngoài đã tối, bé vẫn có thể bị xao lãng bằng sự nhấp nháy của ánh đèn đường và đèn xe. Sự chuyển động cũng sẽ giúp xoa dịu bé. 5. Tạo sự giải trí. Trong vài tháng đầu, một vài bé thích ngồi và nhìn xem mọi thứ diễn ra, trong khi các bé khác khóc lóc và hoang mang chán nản vì bé có thể tự làm được quá ít điều. Hãy bế bé đi xung quanh và giải thích những công việc bạn đang làm. Cố gắng tìm thêm đồ chơi và những vật dụng khác để bé nhìn ngắm và sau đó chơi với nó. Điều này có thể làm bé trở nên bận rộn. Mặt khác, một bé quá phấn khích cũng có thể quấy khóc. Vậy nên, bạn phải biết khi nào cần dừng lại những trò đùa và bắt đầu làm cho bé yên tĩnh trở lại. 6. Giữ im lặng. Cố gắng giảm tiếng ồn ở nhà. Một số bé rất nhạy cảm và kích thích giác quan, và việc ở nhà có thể là chỗ ồn ào đáng kinh ngạc. Âm thanh TV đang mở, tiếng ồn ào của đài phát thanh và chuông điện thoại có thể kết hợp khiến bé khó chịu. Vì vậy, hãy tắt những vật không sử dụng để giảm tác động âm thanh.